dân kho chân tấu cái này kia thu à cái này bánh của con tới rồi. Và sau đây tôi sẽ nói chuyện với cử tri ở địa bàn JPK Đam Đông của ông. Và thị trấn này cứ thật nơi nông thôn Âu Sơn Lai, xã Đồng Lai, khai thị miền Tây. Và nơi nông trại cá này dương khơi ở từ hôm trại cá này phải chia bảy hecta và hơi miền Đam Đông nữa. Cầm bờ rồi Đam Chiềng, dạ pe này cả Đam này Đông này cứ miền dạ pe bảy chín năm hơi. Và tại dương khơi cá lụt lo miền Đông khá. Thông lõ miền đông khá nơi tôi trả lời gì bà hay sầm nuôi dân xua thà hai đấy bạn việt thông mặt mà khnía bánh hai cứ để xa tại tật bà bánh hà tật một cục con hay nâng cà bông phai vì phục vụ sẵn sẵn đường bà đôi chia đồ mà đàn đi vì ngọt rồi sẵn nâng cứ đời xa miền bánh học phai vì sẵn đường. Đang ở miền rụng đạm để mà thòng ra nhưng mà thọt tập bị đông nghe đạp đông là nghiêm là ngày thọt đạp đông bắn bay buồn là tí chấm đi cướp mò không đâu hết tôi đi ấy tôi là của bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.